Có một câu hỏi của bạn đang muốn giảm cân là chúng ta nên uống nước ép hoa quả hay là chúng ta nên ăn hoa quả? Câu trả lời chính là chúng ta nên ăn hoa quả. Bởi vì sao? Lý do thứ nhất, bởi vì calo nó ít. Khi bạn ăn một quả cam thì lúc này bạn sẽ ăn hết một quả cam. Nhưng nếu như bạn uống một cốc nước ép cam thì một cốc nước ép này nó sẽ là rất nhiều quả cam. Bởi vì một quả cam không thể nào cho ra được một cốc nước ép cam mà ạ. Nó phải cần 2 cho đến 3 quả. Và thậm chí các bạn còn cho thêm các thứ khác như là cho thêm đường vào nữa, nó còn calo nhiều hơn nữa các bạn ạ. Tiếp theo nữa là nó sẽ đảm bảo chất xơ cho bạn. Khi mà các bạn đảm bảo được chất xơ thì lúc này các bạn sẽ giảm được cả giá thèm ăn. Và tiếp theo nữa là nó sẽ giảm cholesterol trong máu của bạn. Bởi vì khi mà chúng ta ép thành nước ép ấy, nó sẽ không còn chất xơ nữa. Lúc này nó chỉ có nước thôi. Còn nếu như bạn ăn nguyên một quả cam thì nó có chất xơ. Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn là chúng ta ăn quả tốt hơn là chúng ta uống nước ép các bạn nhé. Và để chúng ta giảm được cân ấy, thì lời khuyên của tôi là các bạn không nên ăn quá nhiều các loại hoa quả. Bởi vì trong các loại hoa quả đấy chứa rất nhiều đường, nên chúng ta không nên ăn quá nhiều các bạn nhé. Thay vào đó chúng ta hãy lên kế hoạch ăn hoa quả vừa phải vào những bữa ăn phụ để cung cấp lượng chất xơ và các vitamin. Hãy lên cho mình một cái kế hoạch giảm cân phù hợp. Nếu bạn chưa có kế hoạch giảm cân, hãy ấn vào đường link bên dưới. Tôi sẽ gửi tặng cho bạn kế giảm cân và cố vấn chiến lược giảm cân cho bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có câu hỏi nào hãy đặt ra bên dưới, link sẽ giải đáp cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hạ Quang Linh, xin chào.